Chị thế là hello hello mọi người ha, cuối tuần vui vẻ nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tập đắp nha. Rồi hướng dẫn mọi người đắp nhanh rồi vẽ fan chip nha. Hello hello mọi người. Rồi mình lấy cục bột ha, đặt lên. Di chuyển cục bột lên phần cuticle. Đó, rồi hai bên khóe này. Đó. Rồi khi cục bột nó làm yên vị rồi, mình thẳng vuốt ve ha. Vuốt cái này, dồn bột hai bên vào trong. Dồn bột hai bên vào trong này. Rồi khi vuốt qua đến phần đầu cuticle, đến phần cái đầu móng á, thì mình hẳn trắng bằng cái bụng cọ nha. Rất là nhanh, thấy nhanh gọn lẹ không? Rồi tiếp tục món thứ hai. Bột ha, đặt lên này, đếm 1, 2, 3, thả đi bột từ từ lên phần cuticle này. Đó, dòng bột hai bên ha, rồi bắt đầu mình lên cái phần bột hai bên khóe này, đừng có để cho nó tràn ra ngoài nha. Rồi bắt đầu mình vuốt ha, dồn bột hai bên vào trong này. Dồn bột hai bên vào trong sao cho nó đầy cái khóe nha. Mình để cho nó tràn rồi bắt đầu mình vuốt ha. Nhớ cố gắng dùng hai cái đầu cọ này, những cái mũi cọ mình vuốt này. Rồi mình phải giữ cho cái cọ nó thật là sạch thì cái đầu cọ nó mới thẳng để cho mình liên hai bên được ha, đừng có để cho nó bị bè đấy. Làm xong nhớ chùi cái cọ. Lấy cục bột ra ha. Cái phần dừa nó hơi tràn ha. Đấy, cái phần nó sẽ mình giũa sau, giũa xíu là đây là tiếp tục. Cái cục bột này này đặt lên ha. Đếm này, 1, 2, 3, thả di bột từ từ lên phần cuticle hai bên này, di lên ha. Rồi dồn bột hai bên ra ngoài này, dùng cái mũi cọ này thấy không, liên hai bên. Rồi khi xong xuôi hết rồi đúng không, rồi bắt đầu mình vuốt sau ha. Vuốt hai bên vuốt xuống này. Dồn bột hai bên vào trong nha. Thấy nhanh gọn lẹ không? Rồi qua cái đầu móng ha. Dùng cái bụng cọ này, trắng bột này. Chỉnh sơ lại cái shape xíu đỡ phải vuốt. Thấy chưa? Món thứ tư. Đặt lên này, đặt ngang ha. Đếm 1, 2, 3 này, thả này. Di bột từ từ lên phần cuticle này ha. Di ra phần cuticle này. Đó, thấy không? Rồi chỉnh hai bên khóe này. Chỉnh cái cuticle này ha. Chỉnh lại ha. Rồi khi mà nó ổn định là thấy không? Thấy đẹp chưa? Nó bắt đầu vuốt nè. Rồi bắt đầu vuốt ha. Hello bà xã. Thấy không?
Kiriko đẹp không? Đầu vuốt hai bên. Rồi dùng bụng cọ trắng bố. Lấy bột chì ra. Rồi xong. Thấy chưa? Cực kỳ nhanh và đẹp. Rồi món cuối cùng là cục bột đây này, đếm 1 2 3 thả này, di bột từ từ đến hai bên này, di bột từ từ đến hai bên này, đó đó, kiểm tra hai bên khóe này. Ừ, sao cho nó đầy đủ bột rồi mình ăn vuốt sau nha. Rồi đầy đủ rồi, bắt đầu vuốt nè. Trắng bột này dùng bụng cọ trắng nha, dùng cái phần là cứng nhất trong cây cọ là cái phần bụng cọ để mình trắng thì cái bột nó mới đi được ha. Loại choi nhu bạn đang đắp có bán không? Là sao mình chưa hiểu ý bạn à? Loại chổi như bạn hả? Là sao bạn à? Là sao bạn tiếng Phan à? Mình chưa chưa hiểu cái câu hỏi của bạn lắm. Pha mờ bạn đó để cho nó tẩy hết cái chất dầu nó dính trên tay đi đó, khi mình làm xong thì nó không có, sau này nó không có bị hở bị líp ha. Từ từ lên phần Kiriko này. Di bộ lên phần Kiriko ha. Đó. Đó. Bắt đầu ổn định rồi mình liên hai bên. Chùi hai bên rồi bắt đầu vuốt ha. Đó. Đơn giản. Đó. Chùi hai bên này. Đó. Trắng bột này. Rồi, ngón tiếp theo. Đặt lên này, đếm ha. 1 2 3 thả này. Dây bột lên Kiriko này ha, bên này dây lên Kiriko này. Khi mình làm mình nhớ khi mà nó chảy quá, nhớ khi mà nó chảy như thế này á, mình lấy cục bột lên nhớ thấm xuống giấy một chút ha, đừng có bỏ lên liền nó sẽ chảy như mình này, thấy không? Đó. Rồi bắt đầu vuốt ha, dùng bút cọ này vuốt hai bên này. Nó chảy thì mình đừng có nôn, mình đừng có sợ, cứ từ từ mình làm thôi ha. Mình phải là người điều khiển cục bột chứ đừng có để cục bột nó điều khiển mình nha. Rồi dùng bụng cỏ trắng này. Lấy bột dừa ra này.
tục. Đặt lên này, đếm 1, 2, 3 này, thả này. Di vật từ từ lên phần critical này. Trắng bột này, rất nhanh rồi. Tiếp tục món thứ tư, đặt lên thôi, đếm 1, 2, 3, thả. Những cái món này mình đắp trong vòng 10 phút là xong hết 10 món ha. Rồi, xong ha. 15 phút nè, dồn bột vô mà, dồn bột nè. Dồn bột hai bên là giữa ha. Hai bên họ không cần nhiều bột đâu. Rồi, món cuối cùng ha, mình đặt bột lên nè, đếm 1, 2, 3, thả nè. Di bột từ từ lên phần critical nè. Dồn bột hai bên vào giữa nha. Rồi, bắt đầu phút nè. Thằng Ngọc Minh chào, hello chào, khỏe không em? Chẳng bột lấy một chữ ra không, rồi xong một ngón mình đắp trong vòng 30 giây là xong một ngón ha. Rất là đẹp. Sau khi xong rồi thì mình giũa ha. Đây. Cái màu rất là tươi, rất là đẹp nha. Anh chị em muốn sử dụng cái màu của Silem, mày dùng những cái phần màu mà để vẽ friendship hay đắp friendship thì hãy dùng cái màu nude pink của màu Silem, màu C003 nha. Cái phần
khi đi cồi cho nó sạch một chút, cho nó trong veo chút, rồi bắt đầu mình chạy máy nè. Theo rồi chạy hai bên thôi, giữa mình không cần chạy nhiều đâu, chỉ là hai bên cho nó ôm sát cái móng vào ha. Để nghiêng cái đầu giữa 45 độ này, chấp thẳng đứng khi mình xài, khi mình giữ cái phần cuticle ha. Đó, để cho mình nhìn thấy được cái phần da, giữ cái phần da và cái phần cuticle mà mình tách ra, nó không có bị dính phạm vào cái da clay của khách nha. Đó, tiếp tục đứng cái dũa lên này, đứng lên 45 độ ha. Đứng lên 45 độ mà chạy nè. Rồi, qua đây thì mình nằm xuống. Nằm cái dũa xuống này. Tiếp tục đứng cái dũa lên chạy ha. Với cái shape này thì mình chỉ cần chạy máy sơ thôi. Đó. Tại vì mình không có cần phải chạy dũa nhiều, mình đắp nó vào form shape sẵn rồi. Đó. Đắp đúng cách là mình không còn tốn thời gian cho cái phần dũa lại đâu. Tiếp tục chấp thẳng cái dũa lên này, đem dũa cái phần cuticle này, mình nhìn thấy được cái phần giữa, cái phần da và cái phần cuticle ha.
đó, mà mình không có phạm phải cái da tay của khách. Rồi sau khi xong rồi thì mình rửa hai bên, hai bên hông và đầu móng cho nó mỏng lại. Tiếp tục để đánh thẳng cái dũa đây này, thẳng cái đầu dũa đây này, chạy này. Mình nó còn phải giữ xếp nữa đúng không? Nó còn phải chạy máy, chạy chạy đầu giữ giữ cây lại nữa đúng không? Đó. Đắp kỹ thuật, đắp đúng, làm từ từ. Đó. Thì mình sẽ đỡ tốn thời gian rất là nhiều bước. Cái còn mà đắp sai, đắp chấp vá, đắp đắp nối này kia, rồi cái xếp nó ra nó không có đẹp, mình phải tốn thời gian mình sửa lại cái xếp nữa đúng không? Trước sau thì cũng xong thôi nhưng mà phải tốn thời gian, thay vì xong hết hai người bắt người thứ ba, bắt khách người thứ ba, bây giờ mình đã tốn thời gian rất là nhiều ha. Sau khi xong thì mình đặt cái tay khách lại ha, để mình giữa cái phần dưới móng. Thank you.
chị thấy nha. Rồi bây giờ mình chuỗi lại cái shape sữa này. Vừa là cái shape sơ ha, vừa sơ lại thôi, tại vì mình đã xong được cái shape rồi. Sao thì có sẵn hả? Rất rất là vừa chuẩn ha. Nhớ là dũa hai bên không thôi, cho cái phần mà bột lưa tưa cho nó đi thôi, chứ còn cái shape thì nó đã có sẵn rồi, mình không cần phải dò lại shape đó. Thấy cái shape không, nó thật thẳng luôn.
xong rồi thì mình phơi ha. Màu rất là tươi, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị cách vẽ phần tiếp ha. Trước tiên là mình hãy clean những cái phần hột bụi nhỏ li ti đi ha. Đó, clean những cái phần bụi nhỏ li ti đi ha. Để khi mình vẽ cái màu trắng để nó không có bị dính bột đó. Rồi. Đầu tiên khi mình vẽ ha, là mình lấy một điểm giữa này. Cao thấp gì là tùy mình ha. Thì mình lấy một điểm vừa bo cong vừa kéo xuống. Đó, thấy không? Vừa kéo xuống vừa bo cong lại ha. Vừa kéo xuống vừa bo cong nha. Rồi. Ở bên điểm đối diện ha. Lấy một điểm đối diện ha, tương xứng đối xứng luôn nha. Kéo xuống nè. Thấy chưa? Đẹp không? Thấy đều không? Chùi cái phần ở đây. Đó, người thấy sao? Thấy nhanh không? Đó, bên này tương tự ha, lấy một điểm cũng là điểm giữa luôn nha. Tại một điểm trên này ha, vừa kéo vừa bo cong xuống cho mình, vừa kéo vừa bo cong xuống nha. Rồi cũng là điểm đối diện ha, đối xứng nha. Nối là cái phần này, nối là cái điểm mình vừa kéo lên đó.
thấy chưa? Rồi tô. Đơn giản không? Chỉ có vậy thôi đó. Mình tô theo đường thẳng nha, không có tô chế, tô nghiêng, tô như vậy nên sẽ bị sập nha. Tô theo một đường thẳng nha. Tiếp tục ha. Lấy một điểm giữa này. Rồi. Kéo xuống này. Ở thì điểm trên này kéo xuống này ha. Vừa kéo vừa vò cong cho mình. Vừa kéo vừa vò cong ha. Rồi, điểm đối xứng nha. Đây điểm này đối xứng này. Kéo xuống. Cái kiểu như là làm theo thói quen đó, mình làm nó cực kỳ nhanh luôn. Tô đều nha, theo hướng tô theo đường dọc xuống nha, không có tô ngang nha. Chị em thử làm cách này như mình thử đi. Đó, xem có nhanh hay không, xem có cải thiện được tốc độ không. Tiếp tục lấy điểm giữa này, kéo từ trên này kéo xuống ha, kéo xuống này, vừa kéo vừa vo cong cho mình. Để mà điện đối xứng này, kéo xuống nha. Nhanh cực kỳ. Ngón cuối cùng, 105 ngón. Cùng lấy một điểm giữa. Tại điểm trên này vừa kéo xuống vừa bò cong rồi nha, vừa kéo xuống vừa bò cong rồi này. Đó. Trên này kéo xuống nối vào cái điểm này ha.
tiếp tục ha. Rồi. Phủi bụi đi ha. Phủi bụi đi. Rồi, cho thêm một cái lớp này để lên những cái bụi nhỏ li ti đi, mình làm mình sơn xong cho nó dễ ha. Tùy ý, vừa kéo xuống vừa bo vào ha. Đó, vừa kéo xuống vừa bo vào. Đó, này hấp lên xíu. Rồi. Ở trên này đối diện ha. Kéo xuống nối với cái điểm mà mình vừa cho nó bo cong lên đó. Cái đẹp luôn. Xí xuống xíu. Rồi, mình tô lại thôi ha. Tô dọc ha, thì tô một chiều thôi. Đó, tô theo một một chiều thôi, không có tô nhiều nhiều hướng. Tô nhiều hướng nó sẽ bị không có đều màu á. Vẽ fan tiếp vẽ rất là nhanh, biết công thức là vẽ rất là nhanh. Tiếp tục trên này lấy một điểm đối diện ha, rồi bắt đầu vừa vẽ vừa bò cong vào này, vừa vẽ vừa bò cong vào ha. Rồi điểm đối xứng đối diện này kéo nối vào luôn ha, kéo nối vào luôn. Đó. Rồi xong, việc còn lại chỉ có tô thôi. Nhớ là tô một chiều thôi nha, không có tô nhiều hướng nha. Tô theo một chiều thôi, chiều thẳng xuống. Timmy Hồ, hello, alo, vừa kéo xuống vừa bò cong vào này, vừa kéo xuống vừa bò cong vào điểm giữa ha. Rồi đây, cái điểm giữa này mình cũng móc lên sơ sơ thôi ha, móc lên sơ sơ thôi. Rồi đối xứng nè, lấy cái điểm đối xứng này giống thẳng xuống cái điểm mà mình vừa kéo lên này. Không, rồi bắt đầu mình tô lại, vì còn lại ở có tô thôi. Thiết điểm giữa ha. Trên này này lấy một điểm cao thấp tùy ý, vừa kéo vừa bo cong vào giữa này. Đó. Vừa kéo vừa bo cong vào này.
Trên này lấy một điểm đối xứng, kéo thẳng xuống cái điểm mà mình vừa nói luôn nha. Thấy không? Tròn quay. Rồi, tô lại thôi. Nó tròn thì nó tròn ấy, nhưng mà mình làm sao cho nó căng sáng nha. Đó, nhìn cho nó căng sáng cho nó đẹp một chút ha. Thấy không? Nhìn nó căng sáng một chút. Rồi, ngón cuối cùng nha. Lấy điểm giữa nè. Trên này kéo xuống, từ điểm này kéo xuống luôn. Nói xuống luôn, nói xuống luôn, nói xuống luôn. Rồi. Tô chấm đều lại thôi ha, tô thêm một hướng thôi. Rồi bắt đầu mình sáng top coat nha. Đối với những cái màu như vậy á, anh chị em phải sáng top coat là sáng 2 lần nha. Tại vì cái pigment của cái màu trắng này nó rất là đậm, mà những cái màu mà có pigment đậm á là mình sợ nó sẽ rất là dễ tróc. Đẹp không? Đẹp cực kỳ ha. Bóng loáng luôn.
Tiếp tục ha, sơn lại thôi, sơn hai lần khác nha anh chị.